Dự kiến từ ngày 1 tháng 7 tới đây, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ đưa danh sách biển số trong dãy số chuẩn bị cấp của 63 địa phương công khai trên Cổng Thông tin Điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản. Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông và trang thông tin trực tuyến của tổ chức đấu giá để người dân lựa chọn đăng ký tham gia. Công tác chuẩn bị cho các phiên đấu giá đang được gấp rút hoàn thiện. Mỗi phiên đấu giá sẽ có một số lượng biển nhất định, tùy thuộc vào số lượng đăng ký xe của từng địa phương. Các biển không được lựa chọn đấu giá sau đó sẽ được trả về để bấm ngẫu nhiên. Việc đấu giá biển số ô tô được thực hiện hoàn toàn trên mạng. Trong mỗi phiên đấu giá có nhiều cuộc đấu giá khác nhau cho mỗi biển số. Ngay sau khi kết thúc phiên đấu giá trực tuyến, kết quả sẽ được hiển thị và có biên bản xác nhận gửi vào hòm thư của người trúng đấu giá.